tính tiền cho anh nhá. Hả? Còn mình 497 này nhá. Tao không, em ơi, anh giảm cân nên không ăn này béo lắm. Em không có tiền lẻ, cầm giùm em cái. Thì bây giờ em đừng đấy làm gì, em đi đổi tiền cho anh đi. Ôi kẹo thì cũng là tiền mà anh, có 3.000 bạc lẻ mà sao anh nó khó khăn thế. Cầm giùm em đi. Ơ, thế bây giờ là kẹo quy đổi thành tiền à? Vâng. Ok. Em, tính tiền cho anh. Anh ơi, của mình là 350.000 nhá. Anh làm trò gì đấy? Kẹo đây em. Em thấy quen à? Kẹo này là của cửa hàng bên em bao nhiêu năm bao nhiêu tháng phụ tiền cho anh đấy. Chứ không phải em bảo là kẹo cũng là tiền hả em? Này, tiền của em đấy. Nhiều hơn 350.000 rất nhiều luôn. Còn lại ấy, anh bo. Anh bo.